Anh em cứ bảo là dán phim cách nhiệt vào nó không cách được nhiệt đúng không? Đây, hôm nay em sẽ làm cho anh em mà anh em thấy cảm thấy là bỏ cái đồng tiền ra mà mình dán phim cách nhiệt là đúng bằng theo cái nghĩa là bỏ đồng tiền ra và anh em xứng đáng được thưởng những cái gì anh em mình xứng đáng nhận lại được. Đây, cái này sẽ giống hai cái bóng điện này, nó tỏa ra cái năng lượng rất là cao, giống như cái năng lượng mặt trời của anh em mình mà khi mà anh em đi ngoài nắng ấy. Đây, dí vào đây anh em thử cảm thấy rất là nóng nha. Đây, minh chứng cho anh em, đây là cái quạt năng lượng mặt trời này. Bình thường anh em để ra ngoài nó sẽ không quay đúng không? Nhưng mà chỉ cần đưa vào đây, anh em nhìn thấy không ạ? Đấy, càng đưa lại gần thì nó càng quay tít. Và đi ra xa thì nó bắt đầu nó sẽ dừng lại. Anh em thấy không ạ? Đấy. Và một cái máy chỉ đo chỉ số nữa. Bình thường thì anh em bảo là cái máy chỉ số này đo của các ông chỉ là ảo thôi. Bởi vì các ông dán phim thì các ông mới có cái máy này để ông kẹp vào đúng không ạ? Như bình thường đây này, đây là cái tấm kính trắng này. Đấy, anh em thấy không ạ? Xuyên dáng rất là cao. Cách UV thì không có và độ cách nhiệt thì bằng không, gần bằng không. Đấy. Thì đây anh em thấy không ạ? Khi mà cái quạt năng lượng mặt trời này đưa vào cái quạt đèn này thì nó chạy đúng không ạ? Đấy. Khi mà anh em chưa dán phim anh em thấy cái trời thời tiết như nào ạ? Anh em chỉ cần đưa vào là nó đã chạy rồi đúng không ạ? Rất là tít đúng không? Đấy. Anh em thấy không ạ? Đây, anh em đưa vào là nó chạy. Bỏ ra xa thì nó dừng. Đưa vào nó chạy đúng không ạ? Đây là một cái tấm phim bên em đang đã dán lên cái tấm kính này để và test cho anh em. Và sau khi có qua phim thì nó sẽ như nào? Đầu tiên là khi mà qua cái máy này. Đây anh em có thể thấy này, độ xuyên sáng này. Nó sẽ giảm về để đảm bảo cái độ riêng tư cho anh em. Cái này là cái tia UV, cách tia UV rất là tốt. Và độ cách nhiệt nó lên đến 93,3%. Đấy, thì có thật sự nó có cách được nhiệt không? Đây anh em chỉ cần kéo cái tấm này ra và đưa cái quạt năng lượng mặt trời vào. Dí sát vào này. Anh em thấy không chạy đúng không ạ? Em không tác động gì nhá. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ? Đấy, để rất là lâu cũng không chạy. Bác thấy không ạ? Đấy, nhưng mà các bác chỉ cần bỏ cái này, em chỉ cần bỏ cái này ra nhé. Các bác thấy không ạ? Đấy, sau khi đi qua phim. Các bác thấy không ạ? Bắt đầu quạt nó sẽ chạy dần, chậm dần. Lại đấy, và bắt đầu và nó sẽ không chạy nữa. Các bác thấy không ạ? Ok chưa ạ? Đấy. Anh em chỉ còn bỏ ra một cái chi phí rất là nhỏ thôi để sắm cho mình một cái bộ phim cách nhiệt như này lên trên xe. Và nó sẽ giảm được cái tối đa cái nhiệt năng mà chiếu vào trong xe của anh em. Tất nhiên là nó sẽ vẫn còn nóng nhưng mà nó sẽ giảm đi rất là nhiều cho anh em. Thứ nhất là để sẽ giảm thiểu cái chi phí điều hòa, cái điều hòa của anh em nó sẽ chạy ít đi. Thì đảm bảo cho anh em là cái năng lượng tiêu thụ nó sẽ giảm đi. Và anh em sẽ từ đó anh sẽ tiết kiệm được xăng. Và thứ hai là những cái nội thất bên trong xe của anh em, khi mà nó chiếu vào ấy, nó rất nắng ấy, thì nó sẽ bị bạc màu và trong thời gian dài mà anh em sử dụng 5-7 năm thì chính cái xe của mình, những cái nội thất bên trong nó sẽ bị bạc màu đi, trông rất là xấu. Đấy, chỉ cần bỏ ra cái chi phí từ 4 triệu thôi là anh em đã sở hữu một cái bộ phim như cách nhiệt như này rồi, thương hiệu của Hàn Quốc và bảo hành cho anh em 10 năm. Bên em Auto 365 Akala Thái Nguyên cam kết nói không với hàng giả, hàng kém chất lượng. Cảm ơn anh em.